Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, trong chương trình Học giả Trung Quốc phân tích chiến lược khôn khéo của Việt Nam, chúng ta đã làm quen với ông Tư Chấn Đào, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc Hội nghiên cứu Đông Nam Á của Trung Quốc. Đến gần đây, khi bức ảnh vệ tinh chụp cảnh Việt Nam mở rộng đảo đá tây trên quần đảo Trường Sa xuất hiện trên báo chí, vị chuyên gia của Trung Quốc lại viết một bài đăng trên thời báo Hoàn Cầu nói về năm đối sách chủ yếu của việt nam trên biển đông hiện nay xét thấy bài viết này của ông tư Trấn đào dù là quan điểm của một chuyên gia nước ngoài nhưng có những thông tin hữu ích mà có thể nhiều người trong nước chưa chắc đã nắm được vì vậy trong chương trình hôm nay tôi xin dịch lại nội dung bài viết để quý vị và các bạn tham khảo nội dung bài viết như sau từ sau sự náo nhiệt của phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về biển đông tình hình biển đông càng ngày càng phức tạp hóa nhưng với nỗ lực của trung quốc và các nước liên quan hai năm trở lại đây tình hình rõ ràng đã hỏa hoãn trong bối cảnh này đương sự chủ yếu là việt nam vì muốn duy trì đại cục phát triển kinh tế và an ninh quốc gia nên cũng hạ thấp giọng điệu về vấn đề biển đông nhưng gần đây truyền thông nước ngoài đưa tin trên bãi đá tây mà việt nam đang đóng giữ ở trường sa xuất hiện một bến tàu mới điều này cho thấy việt nam vừa hy vọng duy trì ổn định Biển Đông, đồng thời vẫn không hoàn toàn giảm thiểu các hoạt động củng cố chủ quyền. Từ tình hình mấy năm trở lại đây mà xét, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam chủ yếu thực hiện một số hành động sau. Một là thúc đẩy xây dựng đảo. Thực tế, trên quần đảo Trường Sa, việc xây dựng của Việt Nam không chỉ giới hạn ở đảo Đá Tây như truyền thông gần đây đề cập. Các tư liệu có liên quan đến vấn đề này cho biết, chỉ trong năm 2016, Việt Nam đã tiến hành cải tạo và bồi lấp trên 10 điểm đảo đang đóng giữ. Do nguyên nhân hạn chế về tài lực và kỹ thuật, thậm chí không ít công trình phải tiến hành dựa vào sức người. Cho nên truyền thông phương Tây luôn nói Việt Nam xây dựng ở Trường Sa với quy mô rất nhỏ. Nhưng phương thức xây dựng kiểu kiến tha lâu đầy tổ của Việt Nam, xét về mặt lâu dài, vẫn có thể liên tục tăng cường năng lực khống chế và mở rộng đối với Trường Sa. Ngoài việc mở rộng đảo ra, Việt Nam còn ra sức xây dựng và hoàn thiện các trường học, trạm y tế, doanh trại, cơ sở chế biến thủy sản trên các đảo họ đang đóng giữ để cải thiện điều kiện sinh hoạt và làm việc, ổn định và tăng cường đưa dân ra sinh sống, từ đó tăng cường khả năng kiểm soát đảo. Thứ hai là tăng cường kiểm soát vùng biển. Tháng 6 năm nay, Việt Nam tiến hành thăm dò dầu khí ở bãi Vạn An xin mở ngoặc, Vạn An tức là bãi Tư Chính theo cách gọi của Việt Nam khiến quan hệ trung việt căng thẳng đây là một hành động có ảnh hưởng tương đối lớn của việt nam trên biển đông hai năm trở lại đây việt nam luôn lấy thẩm quyền vùng đặc quyền kinh tế và ngư trường truyền thống làm lý do đặt ngư nghiệp khảo sát khoa học khai thác tài nguyên lên tuyến đầu còn cảnh sát biển kiểm ngư tìm kiếm cứu nạn trên biển bảo vệ ở phía sau liên tục và thường xuyên đến vùng biển hoàng sa và trường sa hoạt động điều đáng lo ngại là hoạt động của việt nam còn có tính đối kháng rất mạnh. Như tháng 5 năm nay, Trung Quốc bước vào mùa ngừng đánh bắt cá, nhưng chính phủ Việt Nam trong tháng đó lại cổ vũ ngư dân đến Biển Đông đánh bắt. Theo tài liệu của tỉnh Quảng Ngãi là tỉnh đối diện Hoàng Sa, chỉ trong năm 2017 đã có 25 tàu ngư dân của tỉnh này phát sinh xung đột với Trung Quốc. Thứ ba là muốn tạo thanh thế nội ngoại. Trong quốc nội, ngoài việc thông qua triển lãm, giảng dạy ở học đường, để phổ biến mạnh mẽ ý thức chủ quyền của dân chúng ra việt nam còn thông qua hội thảo du lịch tổ chức các đoàn tài trợ thăm hỏi hoặc nghiên cứu đến thăm đảo để thúc đẩy sự tham gia của các ngành các giới vào việc bảo vệ chủ quyền thông qua các hoạt động này việt nam duy trì sức nóng của vấn đề biển đông ở trong nước cố kết nhân tâm cũng như biểu lộ quyết tâm và ý chí của việt nam đối với bên ngoài việt nam trước đến nay chưa từng buông lơi tuyên truyền tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải đã gần như một nội dung bắt buộc trong các cuộc đàm phán quốc tế của các lãnh đạo Việt Nam. Quan chức, học giả tận dụng mọi trường hợp tích cực tuyên dương lập trường của nước mình. Nhân sĩ tôn giáo đến nước ngoài cử hành nghi thức siêu độ cho binh sĩ tử trận trong hải chiến trường Sa. Thậm chí, các tổ chức học thuật còn tổ chức hội thảo liên quan đến Biển Đông ở châu Mỹ Latin. Tất cả những điều này đều là để gây dựng hình tượng nhược tiểu và hòa bình lý lẽ cho Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, tranh thủ sự đồng tình, thông cảm và ủng hộ của quốc tế. Bốn là mưu cầu hợp tác đồng đội. Việt Nam nhiều lần công khai bày tỏ hoan nghênh các nước Mỹ, Nhật, Ấn, Australia phát huy vai trò xây dựng ở Biển Đông. Đồng thời, khi các nước này với Trung Quốc xuất hiện mâu thuẫn, liền hướng về các nước đó để thu hút sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước này trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam còn hợp tác trên biển với những nước có tranh chấp với Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines. Họ đã gia tăng các hoạt động như quan chức thăm viếng lẫn nhau, hỗ trợ đào tạo, diễn tập chung, giao lưu kinh nghiệm chấp pháp. Thứ năm là tăng cường chuẩn bị quân sự. Tin tức về việc Việt Nam tích cực mua sắm, xây dựng cho hải quân và không quân mấy năm nay xuất hiện dồn dập trên báo. Vấn đề này tác giả không đi sâu, chỉ muốn nhấn mạnh một điểm là dù việt nam lấy biển đông là mục tiêu hiện đại hóa quân sự mục đích chủ yếu của họ vẫn là phòng ngự muốn tạo ra sức mạnh gian đe hữu hiệu ngăn ngừa các tranh chấp làm tổn hại đến lợi ích của họ trên biển đông hoặc thậm chí là đến an ninh quốc gia nhưng từ một mặt khác thì sự tăng cường thế thủ không nghi ngờ gì sẽ tăng cường thế công cho các phương diện chính trị ngoại giao hành chính và dân sự của việt nam ở biển đông các bạn thân mến trên đây là nội dung bài viết của chuyên gia tư chấn đào nếu các bạn đã thường xuyên theo dõi các bài viết của người trung quốc mà tôi đã dịch và chia sẻ thì sẽ thấy ngay là giọng điệu của tư chấn đào khác hẳn nó không có kiểu luôn luôn tự phụ về khả năng của trung quốc và quay thường các nước nhỏ như nhiều tác giả đăng bài trên mạng sina đối với riêng bài này tư chấn đào đã tóm tắt năm đối sách chủ yếu của việt nam trên biển đông và cuối cùng viết một câu kết luận rất chính xác rằng việc Việt Nam tăng cường thế thủ không nghi ngờ gì sẽ tăng cường thế công cho các phương diện chính trị, ngoại giao, hành chính và dân sự trên Biển Đông. Chuyên gia này cũng đã nhìn thấy rõ chỗ dụng ý của Việt Nam trong thời gian qua, đó là tăng cường phòng thủ về quân sự để duy trì hòa bình ổn định Biển Đông, nhằm tạo điều kiện để khai thác tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế. Hy vọng rằng, thông qua những thông tin do một chuyên gia ở phía đối phương phân tích như trên, quý vị và các bạn sẽ hiểu biết rõ hơn về tình hình và tư thế của đất nước chúng ta hiện nay ra sao trong cục diện phức tạp biển đông chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây để chia sẻ các tin tức nhanh chóng hơn vn youtuber đã phát triển một website tại địa chỉ mõ quốc tế com quý vị có thể truy cập trang web để đọc các nội dung hấp dẫn khác cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại